Rồi, tiếp theo một chiếc T-Bix lên đường nhá. Đấy, giao dịch AB thành công. Rồi, cảm ơn anh trai ủng hộ nhá. Đấy, lên sóng luôn nhá. Đấy, về dùng tốt, xài bền. Đấy, 61D1. Hai anh trai ở dưới Đồng Nai đi ủng hộ. Rồi. Mình ở đâu chứ? Ở đâu Đồng Nai đó? Ở đâu Đồng Nai đó? Em ở Long Thành, Đồng Nai á. Long Thành. Nhà thì ở Sài Gòn. Nhà thì ở Sài Gòn á. Mà làm việc ở Long Thành. Rồi, ok, cảm ơn hai anh trai ủng hộ nhá. Rồi, chiếc AB đã về độ. Cửa hàng mình thì có bán trả góp, có ship xe toàn quốc. Có rất nhiều xe, dùng hai số điện thoại nhá. 0977355248, Zalo là 0385524849. Cửa hàng có bán trả góp, có ship xe các tỉnh, YouTuber, bầm xe máy viết dấu. Địa chỉ Thuận An, Bình Dương, Bình Chuẩn này. Đấy, cửa hàng mình có mua bán trao đổi xe, anh em thích xe nào thì liên hệ giúp mình nhá. Vâng, xin cảm ơn.